Minna san konnichiwa, Cosmos là Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học đọc hiểu N3, video số 5. Ở video số 5 này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nội dung đó là Nayorikai Tambung, dạng văn ngắn với dạng bài là lý giải nội dung. Dạng văn ngắn này thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ câu số 6 đến câu số 10 trong video clip lần này. Và cũng như video lần trước thôi, chúng ta cũng sẽ có 3 bước làm với từng câu hỏi một. Bước đầu tiên đó là đọc câu hỏi để hiểu xem câu hỏi là gì. Thứ hai là tìm nội dung trong bài. Và thứ ba là chọn đáp án đúng, chính xác. Và chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu từng nội dung một nhé. Nội dung đầu tiên ngày hôm nay sẽ liên quan đến việc mà đóng học phí. Đóng học phí thì là gì nhỉ? New cooking à? Hoặc là chigyo liệu. Đúng rồi, liên quan đến học phí thì bạn có rất nhiều phí, có thể là phí nhập học, new gakukin, nhập học và kim, hoặc là jugyo ryo, đó là phí học phí theo giờ học đó. Rồi ngoài ra còn có tesu ryo, đó là về gì nhỉ? Về thủ tục giấy tờ. Thì đó là những cái phí dịch vụ đi kèm nữa. Vậy thì liên quan đến bài này chúng ta sẽ có nội dung của bài số 6. Bài số 6 này cũng chỉ có 3 phút thôi, cách làm là chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước. Cancel の場合の返金について正しいのはどれか? Trong trường hợp mà tiền mà trong trường hợp được bị cancel ạ, tiền trả lại trong trường hợp cancel đó thì nó sẽ như thế nào? Và đáp án nào ở bên dưới này sẽ là chính xác là đúng? Vậy thì ở nội dung này chúng ta sẽ quan tâm đến cái hankin. Hankin là phản kim, nghĩa là cái tiền trả lại. Tiền trả lại trong trường hợp mà bạn cancel. Cancel nghĩa là không học nữa hay rút hay là có vấn đề gì đó. Thì đâu sẽ là cái đúng nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Đầu tiên, hikkoshi no bai wa jugyo kaishi mai ni shomesho rui o daseba 90% kaisu. Nghĩa là sao ạ? Trong trường hợp mà bạn chuyển đây là chuyển trường, nếu mà bạn nộp cái shomesho, cái giấy, những cái giấy tờ chứng nhận vào trước cái thời gian mà khai giảng lớp học đó thì bạn sẽ được trả lại 90%. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ phải kiểm tra xem ở trong này có dấu đúng như vậy không. Đi, tiếp theo này. Hikkoshi no bai wa jugyo ga hajimatte kara demo zenbu kaesu. Thì trong trường hợp bạn chuyển trường thì khi mà dù lớp học đã bắt đầu rồi thì bạn vẫn được trả lại toàn bộ 100%. Hai trường hợp sau là khi mà newin như thế nào đó thì chúng ta sẽ phải tìm thông tin từ trên xuống dưới. Và chúng ta sẽ phải tìm kiếm thông tin trong bài văn này từ theo chiều hướng là từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Liên quan đến cái hankin này thì làm sao? Moshikomi tetsuzuki no kanryo wo wa, sau khi mà hoàn thành các giấy tờ thủ tục đăng ký thì ichido osame itadaita hiyo wa okaeshi dekimasen. Đó, trường hợp dekimasen này. Tadashi, hikkoshi, chúng ta nhìn thấy hikkoshi rồi và newin rồi. Thì cái trường hợp mà cancel do lý do mà hikkoshi và lý do newin đó thì gì sao ạ? Jugyo ga kaishi sareru mai ni sono naiyo wo shomei suru sorui wo tesutsu shite itadakereba hiyo no 10% no tesuri wo hita kingaku wo okaeshi itashimasu. Thì bạn sẽ thấy rằng ở đây làm sao nhỉ? Đó là cái số tiền, cái họ sẽ trả lại cái số tiền mà khi đã trừ 10% phí về thẻ sư liệu, phí dịch vụ, phí giấy tờ, thủ tục gì đó. Vậy thì sẽ còn bao nhiêu nhỉ? 100% trừ 10% thì còn 90%. Đúng không ạ? Thì ở đây là 授業開始前に署名書類を出せば90%返す. Vậy có đúng không ạ? Đúng rồi. Trả cái số tiền mà sau khi trừ 10% thì đó chính bằng 90%. Đấy là câu số 1 nhá. Tạm thời để đó ạ. Chúng ta chuyển sang câu số 2. Hikkoshi no bai wa jugyo ga hajimatte kara demo zenbu kaesu. Zenbu thì không có rồi. Cái chữ zenbu ở đây đã thấy sai rồi đúng không? Rồi thế trường hợp là newin. Newin thì jugyo ga hajimatte kara demo zenbu kaesu. Không đúng, đúng không ạ? Ở đây là hikkoshi newin nào. Do đó không có cái chuyện mà trả toàn bộ tiền đâu. Do đó số 2, số 3 chắc chắn là sai rồi. Số 4 nhá. Newin no bai wa jugyo kaishi mai ni shomei shorui o daseba zenbu kaesu.
cũng không thể có cái thông tin dữ liệu nào nói rằng là nếu mà bạn nộp giấy tờ và trước khi cái thời điểm mà bắt đầu lớp học thì chúng ta sẽ được hoàn toàn trả lại tiền, đúng không ạ? Thì không thể có nội dung đó, do đó số 4 cũng không thể chấp nhận được. Vậy đáp án chính xác cuối cùng sẽ là số 1, đúng không ạ? Bạn sẽ nhận thấy ở đây là 90% trả lại số tiền 90%. 費用の 10% の手数料を引いた金額 thì chính bằng 費用の 90%. Nên sẽ là 90% và đáp án số 1 là chính xác. Và bây giờ chúng ta cùng nhau ôn tập phần từ mới có trong phần số 6 vừa rồi nhé. Đầu tiên là 申し込み手続き. 手続き đó là cái gì đó liên quan đến thủ tục giấy tờ. 申し込み là đăng ký, vậy đây có nghĩa là thủ tục đăng ký. 納める, 納める đó là chính là chữ nạp, đúng không ạ? Bạn sẽ thấy bộ mịch và bộ nội, và có nghĩa là thu, đóng nộp và cất, cất vào bên trong, đúng không ạ? 費用 đó là phí dụng, chỉ những cái lệ phí hoặc chi phí. 手数料 đó là chữ thủ, chữ số và chữ liệu, nghĩa là chi phí hoặc hoa hồng hoặc những giấy tờ thủ tục. 引っ越し đó là việc chuyển nhà hoặc chuyển trường, chuyển đổi gì đó. 入院 là nhập viện. 証明 là chứng minh cái gì đó. 証明資料 đó là những cái giấy tờ liên quan đến chứng minh, chứng thực. 提出する thì trong đấy có 提出 nghĩa là đề với xuất ghép lại với nhau mang nghĩa là nộp, đưa ra, trình bày cái gì đó như report hay giấy tờ thủ tục. 開始する đó là chữ khai và chữ thủy, nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Và trong phần vừa rồi chúng ta thấy có một số những cụm từ, cụm văn, câu văn như sau. ただし 引っ越し 入院 などの 理由 đó là những cái lý do như là việc chuyển nhà, chuyển trường hoặc là 入院 nhập viện. Thì 入院 cancel の場合 ạ. Ở đây bạn sẽ nhận thấy là cancel này là một danh từ. Danh từ ấy là sao ạ? Được bổ nghĩa bởi cả cụm đằng trước. Cancel do, 入院 ở đây nghĩa là do và lý do sẽ được để đằng trước. Ví dụ 入院 thì nghĩa là do A. Thì cancel do với lý do là chuyển nhà hay là nhập viện thì làm sao đó. Tiếp theo ở dưới có 授業が開始される前に その内容を証明する書類を提出していただければ. Thì nếu mà bạn 提出, nếu mà bạn nộp cho tôi những cái 書類 mà chứng minh được cái nội dung rằng, nội dung đó, đúng không ạ? Nội dung đó mà trước cái thời điểm, trước thời điểm sao? Trước thời điểm bắt đầu khai giảng hoặc bắt đầu giờ học đó. Thì bạn sẽ thấy ở đây có sono nayo. Sono nayo thì sono ở đây là gì ạ? Sono này chính là cho cái việc là hikoshi hoặc newing. Những cái giấy tờ, những cái shorui mà chứng minh cho cái việc là nhập viện hay chuyển nhà đó, đúng không ạ? Và bạn sẽ thấy xuất hiện mai nhỉ? Mai nhỉ là trước cái gì đó, đúng không ạ? Và ngoài ra chúng ta còn có một cụm gì nữa nhỉ? Bên dưới nhá. 費用の10%の手数料を引いた金額をお返しいたします. Ở đây bạn sẽ thấy rằng họ sẽ khai sự, sẽ trả lại cái số tiền mà được hi tạ hi cự. Hi cự là động từ trừ, có nghĩa là số trừ, phép trừ, hi cự. Sau khi mà trừ đi 10% của thể sư điệu, đúng không ạ? Thì đó là phần này nhé. Tiếp theo chúng ta còn có cụm gì nhỉ? 授業が開始されてからのキャンセルの場合はお返しできませんのでご注意ください. Trường hợp mà cancel されてから, sau khi mà 授業 bắt đầu, sau khi lớp học bắt đầu thì お返しできません thì không thể nào mà trả lại tiền nữa đâu. Nghĩa là bạn mà rút không học nữa, hủy không học nữa và sau khi lớp học bắt đầu thì không được rút lại tiền. お返しできません ở đây chính bằng với 返す. Đây là cách nói về rất là khiêm nhường ngữ, đúng không ạ? ご注意ください cái ngữ 注意してください. 一度納めいただいた. Bạn sẽ nhận thấy ở đây là osameru chuyển thành osameru. Osame itadaita nghĩa là cái được nhận cái việc trả tiền, đúng không ạ? Ý là cái số tiền mà được trả một trong một lần ấy thì chúng tôi sẽ không trả hoàn lại đâu. Đó, đấy chính là một số những cụm từ mà chúng ta phải chú ý trong đoạn văn vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại và dịch lại phần này nhé. Moshikomi tetsuzuki no kanryo go wa ichido osame itadaita hiyo テキスト代を含むはお返しできません。ただし、引っ越し、入院などの理由によるキャンセルの場合は、授業が開始される前に、その内容を証明する書類を提出していただければ、費用の 10% の手数料を引いた金額をお返しいただきします。
授業が開始されてからのキャンセルの場合はお返しできませんのでご注意ください. Nghĩa là gì nhỉ? Sau khi mà hoàn thành những cái thủ tục nhập học đăng ký thì cái số tiền mà chúng tôi thu trong lần thứ nhất đó, lần một đó, bao gồm cả cái phí về textbook, nghĩa là phần sách giáo khoa, thì chúng tôi sẽ không hoàn lại. Tuy nhiên, trong trường hợp mà bạn cancel, trong trường hợp bạn hủy với lý do là chuyển nhà hay là nhập viện, cùng với cái việc là các bạn nộp những cái giấy tờ chứng nhận về nội dung đó trước cái ngày mà khai giảng giờ học, trước ngày khai giảng giờ học, thì sẽ được hoàn trả lại, chúng tôi xin phép được hoàn trả lại số tiền mà đã trừ đi 10% phí dịch vụ. Và sao ạ? Trong trường hợp mà bạn hủy bỏ khi mà lớp học đã bắt đầu rồi thì chúng tôi sẽ không hoàn trả lại số tiền. Do đó là xin hãy chú ý á. Thì với những cái câu dài như câu ở giữa này bạn phải chia vế. Bạn sẽ thấy chủ ngữ ở đây là ba hiểu ạ? Trong trường hợp là gì đó, đúng không ạ? Trong trường hợp đấy rồi lại thấy có vế itadakereba, lại dịch tiếp vế này. Rồi thì lại tìm chủ ngữ ở cuối cùng okaeshitashimasu. Trả cái gì? Trả cái phần ở trên thì chúng ta lại dịch ngược lại. Thì đó là cách dịch với bài này á. Tiếp theo ạ, các bạn sẽ thấy ở đây có nội dung là chumon. Chumon đặt hàng thì sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài số 7 này. Cách làm thì không thay đổi, chúng ta phải đọc câu hỏi trước. Kono naiyou nitsuite tarashii no wa dore ka? Những cái nội dung này, liên quan vấn đề nội dung này thì phần ở dưới cái nào là đúng? Bây giờ chúng ta phải tìm ra cái đúng nhất, chính xác nhất. Thì chúng ta phải vừa đọc và vừa tìm nội dung thôi, không có cách nào khác. Đầu tiên nhá, kekku ga kibou shite henpin suru bai. Trường hợp mà khách hàng trả lại hàng, đúng không ạ? Do chính là quý khách có nhu cầu vậy thì shouhin tochaku go 10 nichi inai de areba yōsō wa harawanakutemo ii. Đó là trong trường hợp mà trả lại hàng do quý khách yêu cầu và vẫn trong vòng 10 ngày sau khi mà hàng được chuyển đến nơi thì phí gửi hàng đó thì không trả cũng không sao, không trả cũng được. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu ở đây. ご注文の商品が壊れていた場合、あるいはご注文とは異なる商品が届いた場合は、商品到着後10日以内に当社へご返品ください。送料は当社が負担いたします。Nhưng mà đây không phải không liên quan, bởi vì đây đang nói là về khách がお希望の、お客様のご希望による返品の場合も、同様に商品到着後10日以内にご返品ください。この場合、後で代金はお返しいたしますが、送料はお客様のご負担となります。Thì nghĩa là sao? Trong trường hợp mà bạn gửi trả hàng theo cái nguyện vọng của quý khách ấy, thì giống như cái việc mà trả hàng do hỏng hóc hoặc là khác với hàng mẫu hàng trong mà bạn order, thì trong vòng 10 ngày thì hãy trả hàng trong vòng 10 ngày và trường hợp này thì sẽ được trả lại tiền. Thế nhưng mà phí gửi thì lại không được, phí gửi là phải chịu. Vậy thì ở đây là sōryō wa harawanakutemo ii, nghĩa là sai, đáp án này sai. Câu số 2 nhé. Toroita shōhin ga kowarete ita bai. Đây trường hợp bị hỏng đây. Thì shōhin tochaku go 10 日以内の返品であれば送料は無料. À, trong trường hợp mà bạn bị hàng bị hỏng và trả lại trong vòng 10 ngày thì phí gửi được miễn phí, đúng rồi, bởi vì phí gửi do công ty đó trả tiền. Vậy thì đáp án ở đây số 2 tạm thời đúng. Câu số 3 nhé. 商品が気に入らなかったという理由で返品することはできない. Không được trả lại hàng với lý do là không thích sản phẩm đó. 気に入らない. Không phải, đúng không? Không có nội dung đó. Bạn có thể thoải mái trả hàng trong vòng 10 ngày mà. Chỉ có điều là phí sōryō là bạn phải mất thôi. Tiếp theo nhé, câu số 4 này. Toroita shōhin ga chūmon shita mono to kotonatte ita baari demo henpin no sōryō wa kekku ga harau. Đoạn trước là trường hợp mà cái hàng mà chúng ta chūmon, chúng ta đặt thì lại khác với cái hàng mà nhận được, khác với cái toroita shōhin. Thì trường hợp này phí chuyển thì là do ai ạ? Do tosha ga futan itashimasu. Futan itashimasu thì đó chính là do chính cái công ty đó trả, chứ không phải quý khách. Vậy kekku ga harau là sai. Vậy đáp án đúng ở đây chỉ có thể là số 2. Với dạng bài này khó đó là chỗ futan itashimasu và futan to narimasu. Futan itashimasu nghĩa là futan shimasu, nghĩa là tôi sẽ gánh vác, tôi sẽ trả cái phần đó. Còn futan to narimasu là ai đó làm, đúng không ạ? Trở nên là như vậy.
Và chúng ta sẽ điểm lại một số từ mới để dễ hiểu hơn phần này nhé. Đó là 주문, đặt hàng. 壊れる là chữ hoại, nghĩa là bị hỏng, phá hoại, vỡ. Có bộ thổ, hoại. 異なる, 異なる là dị, khác. 到着, 到着 là chữ đáo với chữ chứ, nghĩa là sự đến nơi. 到社, nghĩa là công ty tôi, đương với xã. 返品, phản phẩm, nghĩa là trả lại hàng. 返品. 同様 là giống, tương tự, chữ đồng với chữ dạng. Đồng nghĩa là giống nhau, đúng, dạng là hình dạng, giống tương tự. 送料 là tấm liệu, nghĩa là phí gửi. 負担 là phụ đam, ghép lại với nhau, nghĩa là sự gánh vác, đảm nhận, đài thọ. Và đó là các từ mới. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một số những cụm từ hay là mẫu ngữ pháp liên quan trong bài này nhé. ご注文の商品が壊れていた場合、あるいはご注文とは異なる商品が届いた場合もは。Bạn sẽ thấy ở đây là hai nối đúng không ạ? Bài bài trường hợp mà壊れていた, trường hợp mà sản phẩm bị hỏng, sản phẩm đặt hàng bị hỏng, hay là trường hợp mà sản phẩm mà nhận được thì nó lại khác so với là bạn của chiêu mông, đúng không ạ? Khác so với bạn đặt hàng. Thì trong trường hợp đấy sẽ làm sao? Trong trường hợp đấy thì thế nào đó, đúng không ạ? Thì sẽ được trả lại trong vòng 10 ngày và phí chuyển sẽ được do công ty kia chịu. Còn 商品 도착고, 商品 도착고 ở đây là gì? 도착고 là sự đến nơi, sự cập bến. 商品 là sản phẩm. Sau khi sản phẩm đến nơi, nghĩa là 商品が 도착した から. Verb 다から ở đây bằng với 고. 고 đây là cách viết nói ngắn gọn. 商品 도착고 の 도착이나, nghĩa là trong vòng 10 ngày đó, đúng không ạ? Trong vòng 10 ngày sau khi mà hàng đến. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng ít này ở đây sẽ bao gồm từ 10 ngày trở về thấp hơn, có thể là 9 ngày, 8 ngày, 7 ngày. Thì đó là một số những cụm từ chú ý nhé. Ngoài ra bạn sẽ thấy một số cách nói về kính ngữ như sau. 도착가 부담 이타시마스. 부담 이타시마스 nghĩa là 부담시마스, nghĩa là cái 도착 này sẽ thực hiện cái việc, sẽ gánh vác, sẽ thực hiện việc đó, sẽ thanh toán. お客様 の ご負担 となります. となる ở đây nghĩa là trở nên như vậy, và đây là thuộc hành động của khách quan, quý khách sẽ phải làm việc đó, quý khách sẽ phải cáng đáng gánh vác cái việc đó, quý khách sẽ trả tiền. お客様 による返品の場合, trường hợp mà trả hàng do khách hàng, do cái nguyện vọng, nhu cầu của khách hàng thì làm sao đấy? Giờ chúng ta có thể tìm hiểu lại một số cụm từ nữa là ご注文 bằng với 注文. ご返品ください ở đây bằng với 返品してください. 負担いたします bằng với 負担します. お客様 bằng客さん. ご希望 ở đây chính là 希望, đúng không ạ? Nguyện vọng, nhu cầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch lại phần này nhé. ご注文の商品が壊れていた場合、あるいはご注文とは異なる商品が届いた場合は、商品到着後10日以内に当社へご返品ください。Nghĩa là trường hợp mà hàng của khách đặt bị hỏng, hay là trường hợp mà hàng được gửi tới khác với hàng mà được đặt, thì xin quý khách hãy gửi trả lại phía công ty, về phía công ty trong vòng 10 ngày từ khi ngày sản phẩm được đến. 送料は当社が負担いたします。Phí gửi thì công ty chúng tôi xin chịu trách nhiệm. お客様のご希望による返品の場合も同様に商品到着後10日以内にご返品ください。Trường hợp gửi trả hàng do từ phía khách hàng cũng tương tự như vậy, thì quý khách hãy gửi trả lại trong vòng 10 ngày kể từ khi ngày hàng đến. この場合、後で代金はお返しいたしますが、送料はお客様のご負担となります。Trong trường hợp này thì mặc dù chúng tôi sẽ trả lại tiền hàng, thế nhưng phí gửi thì sẽ do quý khách thanh toán. 商品到着後10日を過ぎた場合は返品を受けるすぐることはできません。Trong trường hợp mà quá 10 ngày sau khi hàng mà được gửi tới thì chúng tôi sẽ không nhận hàng trả lại nữa. Thì đó là một số những cái gợi ý về chú ý liên quan đến việc đặt hàng và mua hàng như thế này. Các bạn hãy hết sức chú ý nhé, bởi vì trước sau gì kiểu gì mỗi lúc các bạn sẽ phải đặt hàng như vậy thôi. Rồi chuyển sang nội dung số 8. Nội dung số 8 này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề là 지구 환경, vấn đề về môi trường của trái đất. Và liên quan đến môi trường của trái đất thì chúng ta phải có những cái biện pháp gì để bảo vệ môi trường. Và biện pháp đơn giản nhất đó là tiết kiệm điện, đúng không ạ? Tắt điện đúng lúc, sử dụng điện đúng theo cái nhu cầu tối thiểu của mình thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 8 này nhé. Đây là phần nội dung Gakusei no Minasan-e, đây là lời nhắn đến Gakusei, đến học sinh. Và câu hỏi sẽ là gì?
学生が協力しなくても良いのはどれか? Nội dung gì mà học sinh không cần協力, không cần hỗ trợ cũng được? Nội dung gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu ở trên. 環境問題を守るという社会共通の問題に対し、本学でも小さながらも日々の生活の中で実行していきたいと思います。そのために以下の項目の実施に協力してください。Nghĩa là gì ạ? Đối với vấn đề chung của cả xã hội, đó là bảo vệ môi trường trái đất như thế này. Thì ở chính ở trường mình thôi thì mặc dù sẽ là những cái hành động rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng thực hiện ngay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Do vậy là với những hạng mục dưới đây thì các em hãy cố gắng thực hiện nhé. Hay nói một cách khác, đó là các em phải thực hiện theo những hạng mục dưới đây. Vậy những hạng mục này là hạng mục gì và có liên quan gì đến câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Ở đây là những tìm nội dung gì mà không học sinh không cần phải làm. Ý là học sinh không cần phải làm, đúng không ạ? 教室を最後に出るときは必ず部屋の電気とエアコンを消す。Đó là việc mà phải tắt điện và tắt điều hòa sau khi mà người mà cuối cùng ra khỏi phòng học. Điều này đúng hay không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây. 大学へは歩いて通学しなければならない。Ở đây là đi đến trường thì phải đi bộ. Có liên quan gì đến việc đi bộ không? Thì không thấy đề cập đến chữ nào cả. Thì chúng ta tạm thời bỏ không. 教室もトイレも使う時だけ電気をつける。Ở lớp học hay nhà vệ sinh ấy thì chúng ta chỉ bật điện khi mà chúng ta dùng thôi. トイレや休憩所などは使用する時に電気をつけ、使用後は必ず消す。Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đây là điều đương nhiên mà. Chúng ta khi mà ra khỏi thì chúng ta phải tắt và chỉ bật khi mà dùng thôi. Câu số 3 nhé. 冬、教室が23度の時はエアコンをつけない。Nghĩa là sao ạ? Aircon の湿度は Aircon の温度は冬22度、夏28度の基準を守る。Thì nhiệt độ của điều hòa phải giữ nguyên với tiêu chuẩn là mùa đông thì 22 độ, mùa hè thì 28 độ. Đúng không ạ? Nghĩa là dù bạn có bật điều hòa thì cũng chỉ trong khoảng nhiệt độ như vậy thôi. Vậy thì trong trường hợp mùa đông mà 23 độ thì có bị bật không? Không, đúng không? Do đó thì là không bật thì đây là đúng rồi, không liên quan. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cái nội dung là không làm cơ mà. Aircon は使用後必ず消す. Cái điều này là đương nhiên. Khi mà trường hợp mà không dùng aircon thì phải tắt mà. Vậy thì nội dung gì mà học sinh không cần phải làm? Đó là liên quan đến aruite, đi bộ. Ở đây chỉ nói đến jidosha và otobai thôi. Không dùng jidosha và otobai khi đi học. Vậy thì liên quan đến đi bộ thì không liên quan. Do đó chúng ta không chọn đáp án số 2, 3, 4 mà sẽ chọn đáp án số 1. Đáp án 1 là đáp án chính xác bởi vì nó liên quan đến là 기울이고시나그때모요이, không cần làm cũng được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung số 9, nội dung tiếp theo của ngày hôm nay sẽ liên quan đến manga club. Ở đây có bạn nào thích manga không ạ? Mình thì cũng tương đối thôi, nhưng mà mình cũng chưa từng tham gia những cái câu lạc bộ về manga nào cả. Thì không biết các bạn có tham gia không ạ? Và nếu mà các bạn có nhu cầu về thành lập câu lạc bộ này thì vì sao mà chúng ta lại không thành lập một cái manga club bự ở ngay trong Cosmos, đúng không? Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy comment hoặc nhắn tin lại với mình nhé, để chúng ta hình thành manga club bự. Hãy, giờ, 今日の問題9を勉強しましょう。問題9では少年漫画クラブについて話します。Ở câu số 9 này thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó là 少年漫画クラブ。Nghĩa là câu lạc bộ về manga dành cho những thiếu niên, thanh thiếu niên là shonen, tiểu niên ạ. Vậy thì đến liên quan đến nội dung này có những câu hỏi gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Trước hết là bạn sẽ phải thấy ở đây đó là gì ạ? Liên quan đến cái thông báo về shonen manga club. Rokugatsugo dokusha no minasan e, gửi tới những khán quý độc giả trong số tháng 6 của câu lạc bộ manga thiếu niên manga này. Câu lạc bộ manga của thanh thiếu niên, câu lạc bộ truyện tranh của thanh thiếu niên, đúng không ạ? Vậy thì đây là lời nhắn, lời thông báo, đúng không? Vì trước khi chúng ta đọc một bài, chúng ta nên để ý đến cái phần câu đầu tiên để hiểu được cái ngữ cảnh, văn cảnh của nó như thế nào. Và chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung ở bên dưới. Trước khi tìm hiểu nội dung bên dưới thì chúng ta phải tìm câu hỏi. Câu hỏi đây là gì? Hagaki no kakikata toshite tarashii no wa dore ka? Viết bức thư bưu thiếp thì cái dạng nào là đúng, đúng không ạ? Với cái cách viết bưu thiếp thì cái nào là đúng ở đây? Thì để đúng được thì chúng ta phải hiểu được yêu cầu.
Yêu cầu ở đây là gì ạ? Hagaki ni shitsumon no kotae o kaite tsuku okutte kudasai. Nghĩa là các bạn hãy viết trả lời cho những cái câu hỏi bên dưới, viết vào trong cái hagaki và bưu thiếp và gửi đến. Đầu tiên đó là gì? Kongetsu go de omoshirokatta sakuhin wa nan desu ka? Trong cái số của tháng này thì tác phẩm nào, chuyện nào là hay? Thì mitsu kaite kudasai. Bạn hãy viết ba cái tác phẩm mà bạn thấy omoshirokatta, ba tác phẩm bạn thấy thú vị trong cái số của tháng này. Tiếp theo là gì ạ? Maitsuki yomimasu ka? Bạn có đọc hàng tháng không? Thì có ba cách trả lời. Một là hay, hai đó là trong vòng một tháng thì đọc một lần. Ví dụ như là hai tháng thì đọc một lần. Hay là hajimete yonda, hay là chỉ đọc lần đầu tiên thôi. Anata no jūsho. Sau đó thì bạn hãy viết địa chỉ của bản thân. Yūbin bango mo, và viết cả số bưu điện nữa. Namae gakunen otoko ka onna ka o kaite 6月 10日 made ni okutte kudasai. Nghĩa là bạn còn phải viết cả tên, năng học năm thứ mấy, là nam hay là nữ nữa, và sau đó mới gửi trước ngày 10 tháng 6. Hagaki o okutte kureta hito no naka kara 10 mei ni shōmen manga club o 1 nen gan maitsuki okuri shimasu. Namae no hapyō wa 8月 go desu. Nghĩa là sao ạ? Trong số những người mà sẽ gửi cái hagaki này, cái dạng như đây là phiếu điều tra câu hỏi đó, thì chúng tôi sẽ chọn ra 10 người và chúng tôi sẽ gửi các báo này mỗi tháng trong vòng 1 năm, gửi cái gọi là cái số về Shonen Manga Club này trong vòng 1 năm. Và những danh sách đó thì chúng tôi sẽ công bố vào ngày, vào diện vào kỳ của số tháng 8, nghĩa là số sau nữa. Vậy thì ở đây bạn sẽ test xem rằng ở đây có nội dung gì nhá. Bạn sẽ thấy rằng chúng ta cần phải chú ý viết gì ạ? Viết ba cái tên tác phẩm hay nhất trong tháng này, ba nhá, số 3. Tiếp theo đó là trả lời câu hỏi 1 2 3 này, rồi viết địa chỉ của mình, tên, năm học bao nhiêu, là con gái hay con trai. Và chúng ta sẽ dựa trên căn cứ thông tin đó để soi xét phần này. Và để lựa chọn được đáp án đúng thì bạn sẽ căn cứ vào cái thông tin ban nãy và lựa chọn ra. Đầu tiên đó là viết 4 tác phẩm. Omoshirokatta sakuhin thì bạn sẽ thấy ở đâu có viết 4 tác phẩm. Dựa trên căn cứ của phần nội dung trước đó là viết những cái gì? Viết 3 tác phẩm tiêu biểu này, rồi viết địa chỉ, tên, năm học, nam hay nữ, đúng không? Thì chúng ta sẽ quay lại phần này xem các bạn viết hagaki có đúng không. Đầu tiên là số 1 là viết 3 tác phẩm omoshirokatta, thì ở đây sẽ thấy 3, 3, 3, 4. Vậy C là sai bởi vì viết tận 4 tác phẩm cơ. Còn 3 cái thôi để chúng ta tìm hiểu nhé. Đó là gì ạ? Viết số 2 là trả lời xem là đọc hay không. Thì có rồi, ok. Viết địa chỉ, cả 3 đều viết địa chỉ. Viết tên, cả 3 đều viết tên. Viết năm học, gakunen ở đây thì không viết mà chỉ viết là lại viết tuổi, đúng không ạ? Không hợp lý, tuổi lại trường cấp 1. Do đó là không hợp lý. Và chỉ có số, có B và D mới hợp lý thôi. Đó là viết đủ năm học bao nhiêu. Ở đây là shogaku 1 nen C hay là shogaku 4 nen. Đó là năm thứ lớp 1 và lớp 4 đó, tiểu học. Vậy thì B và D đúng thì chỉ có thể là đáp án số 4 thôi. Và đó chính là đáp án đúng. Chúng ta cùng nhau luyện tập lại một số từ mới trong bài nhé. Đó là shonen, tiểu niên hay gọi là thiếu niên. Dokusha là độc giả. Sakuhin là tác phẩm. Yūbin kyokubango đó là gì ạ? Bưu điện tiện cục phiên hiệu, nghĩa là mã số bưu điện. Bango là số, yūbin kyoku là bưu điện, sau đó ghép lại là số bưu điện. Hagaki là bưu thiếp. Hapyō là phát biểu hoặc là công bố. Ở đây có cụm từ gì nhỉ? Rokugatsu go nghĩa là số và kỳ tháng 6, thường hay viết cho số báo. Kongetsu go đó là tháng này. Hagaki o okutte kureta hito no naka kara 10 mei. Đó là chọn 10 mei từ những người mà nhận được cái phần hagaki này. Shogaku 1 nen và shogaku 1 nen C thì bằng nghĩa với nhau, các bạn chú ý nhé. Có thể thêm C đằng sau hoặc không C thì mọi người vẫn hiểu. Chúng ta sẽ đọc lại bài này một lần nữa và tập dịch với nhau nhé. Shonen Manga Club 6月 号読者の皆さんへハガキに質問の答えを書いて送ってください。1、今月号で面白かった作品は何ですか ?3 つ書いてください。2、毎月読みますか ?1、はい。2、
나는 나니 나니 카게츠 니 이치로 상 하지메테 윤다. 아나타노 주쇼 유빈방고모 나마에 가쿠네 오토코카 온나 오카이테 6가츠 10카 마데 니 오쿠테 쿠라사이. 하가키 오쿠테 쿠레타 히토 노 나카 카라 10메 니 쇼넨 만가 클럽 오 1년간 마츠키 오쿠리 시마스. 나마에 노 하표 와 8가츠 5 데스. 신 구이 토 쿠이 칸자 니 독자 thì số 6 của phần Shonen Manga Club, câu lạc bộ truyện tranh cho thiếu niên. Mọi người hãy viết câu trả lời của những câu hỏi bên dưới vào bưu thiếp và gửi đến chúng tôi. Nội dung như sau. Số 1, đó là hãy viết tên 3 tác phẩm mà bạn thấy thú vị trong kỳ tháng này. Số 2, đó là bạn hàng tháng bạn có đọc không? Câu trả lời là có, hoặc mấy tháng thì đọc một lần hay là lần đầu tiên đọc. Và ngoài ra bạn hãy viết cả địa chỉ của mình, số bưu điện, tên, năm thứ mấy, con gái hay con trai, và gửi đến trước ngày 10 tháng 6. Và chúng tôi sẽ lựa chọn 10 người trong số những người gửi bưu thiếp phần mà Shonen Manga Club này trong vòng 1 năm. Và chúng tôi sẽ công bố danh sách tên của những người 10 người đó vào kỳ tháng 8. Và đó là nội dung của phần thông báo này. Các bạn chú ý rằng qua phần nội dung đọc số 9 này, bạn sẽ thấy rằng người Nhật thì họ rất cẩn thận. Họ đã có hướng dẫn chi tiết thì người Nhật cũng sẽ viết cụ thể chi tiết như vậy. Và ngay cả cách mà bạn sẽ thấy rằng là người ta viết cụ thể là như thế nào, trả lời đúng nội dung, đúng câu hỏi, không sai, không bị lệch đi. Hỏi tuổi trả lời tuổi, hỏi học năm thứ mấy thì trả lời là năm thứ mấy, không nói trả lời lằng nhằng với nhau. Và đây cũng chính là một cách để chúng ta rút kinh nghiệm trong quá trình mà chúng ta viết câu trả lời hay là nói trả lời những câu hỏi của người khác. Và nội dung cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút liên quan đến du lịch và đặt phòng nhé. Đó là liên quan ở đây là suối nước nóng Hakone. Hakone Onsen là một địa danh du lịch rất là nổi tiếng ở Nhật, đúng không ạ? Các bạn đã từng đi đến Hakone Onsen chưa? Nếu chưa thì zehi ichido itte mite kudasai ne. Còn bài chúng ta ngày hôm nay sẽ tìm hiểu là bài số 10, nội dung đọc trong vòng 3 phút. Đây là dạng viết email gửi cho đến là Tanaka Kumiko. Và người đây là phần mà người gửi, đó là người thuộc về Hakone Onsen, người của bên suối nước nóng. Vậy thì liên quan đến phần này có câu hỏi gì ạ? Ue no nayo toshite tarashii no wa dore ka? So với nội dung phía trước này thì những câu ở dưới câu nào là chính xác? Để trả lời được nội dung này thì chúng ta phải đọc và phân tích, đúng không ạ? Đó là gì? Tochaku yotei ga kawaru bai renraku shinai to canceru ryō ga kakaru. Chắc trong trường hợp mà bạn thay đổi về cái lịch đến tochaku yote thì nếu mà bạn không liên lạc thì bạn sẽ bị mất cái phí cancel, mất phí cancel. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu ở đây xem có cái nội dung đấy không. Kono tabi wa go yoyaku arigato gozaimasu. À, chưa đến liên quan. Go tochaku no yote ga 10 月 25日 no gogo 5時 となっ ております が 変更 する 場合 は まず は お 電話 で ご 連絡 ください. Thì hiện tại đang là lịch đến của quý khách, đó là vào lúc tầm 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10. Tuy nhiên trong trường hợp mà thay đổi thì xin quý khách hãy gọi điện cho chúng tôi. Mặt khác thì về phía cancel thì sẽ như sau. Phía cancel mà ban nãy chúng ta đọc ở đây đó là nếu mà không liên lạc thì cancel sẽ bị mất phí cancel, thì chúng ta không thấy có cái phần renraku shinai, đúng không? Thì chúng ta nhận thấy làm sao? Thì chúng ta thấy là renraku nashi de shukuhaku shinai, đó là không liên lạc và cũng không ở trọ thì sẽ mất 100% phí, đúng không ạ? Thì đó là trường hợp như vậy. Thì bạn nhận thấy rằng nội dung này, nội dung ở câu số 1, đó là mình không liên lạc thì không được, đúng không ạ? Bởi vì ở đây bắt buộc là phải liên lạc rồi, phải liên lạc, do đó không đề cập đến nên đáp án 1 chúng ta không chọn. Câu số 2, hambungo haru, trả nửa tiền, trả nửa tiền nhà trong trường hợp là chúng ta cancel vào ngày 25 tháng 10. Mà so với ngày 25 tháng 10 đó chính là cái ngày mà chúng ta đến tochaku, đúng không ạ? Vậy tochaku ngày đến mà lại nộp toàn bộ nửa số tiền hambung là 50% thì có đúng không? Không, đây là shukuhaku no mai no hi mà. Do đó không phải là người đến mà là cái ngày trước khi ngày chúng ta ở. Do đó phần số 2 này cũng không chính xác. Câu số 3, 10月23日 ni cancel shita bae wa cancel ryō wa kakaranai. Trường hợp mà bạn cancel vào ngày 23 tháng 10. Ngày 23 tháng 10 là chúng ta cancel trong trường hợp là sao? Trường hợp trước cả cái ngày tochaku 2 ngày. Ngày tochaku ở đây là tochaku yote là ngày 25. Sau đó là chúng ta cancel vào ngày 23 thì chúng ta có mất tiền không nhỉ?
Không. Vì sao ạ? Ở đây có là shuku haku no mai no hi. Sau đó là trước cả cái ngày chọ cơ. Hoặc là rendaku shinai de shuku haku shinai. Đúng không ạ? Sau đó là bạn sẽ nhận thấy rằng đây là trường hợp là mình cancel trước cả cái ngày đó, nên là mình sẽ không mất cái phí cancel này đâu. Số 4. 10月 20日 朝 に cancel した場合は thì 宿泊料金の 80% を払う. Trường hợp bạn cancel vào ngày 26 tháng 10 thì bạn phải trả 80%. Không đúng, ngày 26 tháng 10 đó là ngày thứ 2 của chúng ta ở trọ rồi. Ngày thứ 2 ở trọ thì mà cancel thì làm sao người ta nghe, đúng không? Người ta chỉ ở đây, người ta chỉ có trường hợp là 宿泊 の 当日 thôi, chứ không có ngày sau đó, đúng không ạ? Mà chỉ có 宿泊 の 前の日là ngày trước đó. Vậy ngày trước đó là 50%, thì ngày ngay trước là 50%, vậy thì ngày trước nữa thì sẽ không mất tiền. Thì đó là cái phần nội dung ở đây. Vậy thì đáp án nào là đúng theo các bạn? Đó chính là đáp án số 3. Trường hợp bạn cancel vào ngày 23 tháng 10 trước cả cái ngày mà bạn đến 2 ngày, thì khi ấy bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ không mất phí cancel. Và chúng ta cùng nhau điểm lại một số từ mới trong phần này nhé. Sashidashi hito, đó là chữ xoa xuất nhân, nghĩa là người gửi. Udesaki là người nhận. Keme là chủ đề hoặc tiêu đề. Tochaku là sự đến nơi. Henko là sự biến đổi. Còn từ shukuhaku là sự trú lại, ngủ lại, trọ lại. Onsen là suối nước nóng. Và trong bài chúng ta có cụm từ gì nhỉ? Kono tabi wa goyoyaku arigatou gozaimasu. Chúng ta xin chân thành cảm ơn cái goyoyaku lần này. Nghĩa là cái goyoyaku là sự đặt hàng của quý khách lần này, thì chúng tôi vô cùng cảm ơn và biết ơn về điều đó, đúng không ạ? Cụm từ tiếp theo là gì ạ? Gotochaku no yote ga 10月 25日 no gogo 5時 となっております. Thì natte orimasu đó là chủ nên như vậy và diễn ra như thế, đúng không ạ? Và thuộc về phía người đối diện, và đây chính là cách nói mà chúng ta là kính ngữ, nghĩa là dự định về ngày mà đến nơi đó là đang là lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10 và thuộc về quý khách, đúng không ạ? Cách nói rất là lịch sự. Kanseru ryo wa ika no tori desu. Ika no tori như bên dưới, các bạn chú ý nhé. Kanseru là cancel, kanseru ryo đó là phí mà cancel, phí hủy bỏ, thì như bên dưới ạ. Thì đó là một số chú ý về ngữ pháp. Chúng ta sẽ đọc lại và dịch lại đoạn này. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung số 10. Nội dung số 10 này là giống dạng như email. Email thì sẽ có người gửi, người nhận, CC cho ai hay không và chủ đề như thế nào. Và nội dung email này liên quan đến về phần nhà trọ, đúng không ạ? Là từ phía khách sạn gửi lại cho quý khách. Vậy có câu hỏi như thế nào nhỉ? 上の内容として正しいのはどれか? So với nội dung bên trên thì cái nào là chính xác, cái nào là đúng? Thì bạn sẽ nhận định ở đây sẽ thấy liên quan đến toàn về cancel yo thôi. Vậy thì cái nào là đúng thì chúng ta phải theo dõi nội dung ở trên và đọc qua. Thì ở đây là gì ạ? Kono tabi wa goyoyaku arigatou gozaimasu. Xin cảm ơn quý khách đã đặt hàng hoặc là đã đặt chỗ, đặt phòng, đã book phòng đó. Gotochaku no yote ga 10月 25日の午後5時となっておりますが、変更する場合はまずはお電話でご連絡ください。Thì mặc dù hiện tại là ngày mà quý khách đến, ngày tổ chức cự là vào lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10. Nhưng trong trường hợp mà quý khách có sự thay đổi thì trước hết là hãy ở điện qua để hãy gọi điện cho chúng tôi. Và cancel deal và phí mà cancel sẽ như bên dưới. Phí cancel sẽ được tính bằng 100% của phí trọ, hay 80% hay 50%, đúng không? Và chúng ta sẽ phải so sánh giữa các câu trả lời ở đây. Đó là gì? Câu số 1. Tochaku yote ga kawaru bai. Trường hợp mà chúng ta thay đổi cái ngày chúng ta đến, thì nếu mà chúng ta không liên lạc thì chúng ta sẽ mất phí cancel, sẽ mất phải trả phí cancel. Thì nội dung này có không? Nội dung này không, đúng không ạ? Nội dung này thì không thể nói rằng là báo gì cả hay là không mất phí cancel gì cả, không thấy. Nội dung thứ hai, tháng 10, ngày 25 tháng 10 thì nếu mà bạn cancel vào ngày 25 tháng 10 thì bạn sẽ phải trả hambun, trả một nửa so với cái phí mà shukuhaku. Vậy là trả bằng 50%. 50% bạn thấy ở đây thì sẽ là vào ngày trước đó cơ. Vậy ngày trước đó thì có phải trùng với cái ngày mà bạn ngày 25 không? Không. Vì sao? Ngày 25 là cái ngày mà bạn tochaku, ngày bạn đến nơi. Ngày mà bạn đến nơi thì không phải, thì không được. Ngày mà thô chắc cụ như vậy thì không được 50% đâu, mà phải là trước đó. Do đó số 2 này cũng là sai. Số 3 nhé. Vào
ngày nếu mà bạn cancel vào ngày 23 tháng 10 thì bạn sẽ không phải trả cái gì cả. Thì chúng ta phải tìm hiểu thông tin. Ngày 23 tháng 10 so với ngày 25 tháng 10 đó là trước tận 2 ngày. Trước tận 2 ngày thì hình như là đúng đấy. Vì sao ạ? Thì ngay ngày trước là ngày 24 thì được giảm 50%. 50% chỉ mất 50% thôi. Vậy thì ngày trước đó nữa thì sẽ không bị mất tiền. Tạm thời đúng để đó. Đáp án số 4. Nếu mà chúng ta cancel vào sáng ngày 26 thì chúng ta mất 80%. Ngày 26 thì đó là ngày thứ 2 mà chúng ta ở trọ đấy rồi. Ngày thứ 2 ở trọ mà mất 80% thì có đúng không? Không. Ngày phải là chính ngày đó thì mới mất 80%. Mà đây là ngày 26 là ngày thứ 2. Do đó thì không phải. Vậy đáp án 4 cũng là đáp án sai. Vậy đáp án chính xác chỉ có thể là đáp án số 3. Trường hợp mà chúng ta cancel trước cả 2 ngày. Trước cả 2 ngày mà đến nơi thì chúng ta sẽ không bị mất phí. Điều đó là điều đương nhiên. Vậy thì chúng ta sẽ điểm lại một số từ mới như sau. Sashidashihito nghĩa là người gửi. Udesaki đó là người nhận. Kenme là chủ đề tiêu đề. Ba phần này là dùng trong email. Tochaku là sự đến nơi cập bến. Henko là sự biến đổi, thay đổi. Shukuhaku đó là sự ngủ lại, trọ lại. Osen đó là suối nước nóng, ghép bởi chữ on và chữ tuyền. Onsen, Hakone Onsen đó, đúng không ạ? Và chúng ta có một số cụm từ như sau. Kono tabi wa goyoyaku arigatou gozaimasu. Xin cảm ơn quý khách đã đặt phòng trong lần này. Kono tabi wa goyoyaku. Thì phần này các bạn chú ý nhé, với những bạn đi làm nhà hàng thì rất hay có câu này. Gotochaku no yote ga 10月 25日 の午後5時となっております。となっております là chỉ dành cho đối phương, dùng trong trường hợp ngữ, đúng không ạ? Đó là ngày dự định mà quý khách đến, đó là vào lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10. Cụm từ tiếp theo, cancel 費用は以下の通りです。Đó là phí mà cancel thì sẽ như bên dưới. Vậy 以下の通り là như bên dưới thì các bạn chú ý nhé. Rồi chúng ta sẽ luyện đọc lại phần này một lần nữa nhé. Ở phần dưới đó là ai gửi nhỉ? Đó là sự người gửi thì sẽ viết dưới và người nhận sẽ viết trên. Người nhận đó là Kumiko-sama, đúng không ạ? Tanaka Kumiko-sama. Người gửi là Suzuki gì đó, đúng không ạ? Chữ Minh. Vậy thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Kono tabi wa ご予約ありがとうございます。ご到着の予定が10月25日の午後5時となっておりますが、変更する場合はまずはお電話でご連絡ください。Thì xin cảm ơn quý khách đã đặt phòng lần này. Hiện tại quý khách dự định đến đó là vào lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10. Nhưng trong trường hợp có sự thay đổi, xin quý khách trước hết hãy gọi điện thoại cho chúng tôi. Nào, cancel điều wa ika no tori desu. Mà khác về phí cancel thì như bên dưới. Rendaku nashi de shukuhaku shinai. Shukuhaku ryokin no 100%. Trường hợp mà không liên lạc và không ở trở lại thì phí cancel sẽ là 100% so với phí trọ. Shukuhaku no toritsu. Shukuhaku no toritsu. Shukuhaku ryokin no 80%. Trường hợp mà liên lạc vào ngày đúng cái ngày ở trọ đó, cancel vào ngày ở trọ đó thì phí cancel sẽ là 80% so với phí ở trọ. Phí trọ lại. Shukuhaku no nai no hi. Shukuhaku ryokin no 50%. Còn vào trước một ngày so với ngày bạn ở trọ thì sẽ mất 50% thôi. Sore dewa omachi itashite orimasu. Và xin kính chào quý khách đến với và chúng tôi rất là mong chờ quý khách đến với nhà nghỉ hoặc đến với suối nước nóng. Ở đây là Hakone Onsen Fujiya gì đó. Thì bạn sẽ thấy rằng cái sự tính toán về cái cancel ryo này được dựa trên shukuhaku ryokin và bạn phải căn cứ vào thời điểm mà người ta cancel và căn cứ vào trường hợp đó để chúng ta tính ra xem mất bao nhiêu tiền và lựa chọn là đáp án chính xác. Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau luyện tập từ phần câu hỏi số 6 đến câu hỏi số 10 trong dạng là tham bưng, dạng văn ngắn trong phần đọc hiểu cấp độ N3. Hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi thì cũng giúp ích cho các bạn có thể củng cố thêm một số từ mới theo các chủ đề, làm quen với dạng văn đọc hiểu và có thể chủ động hơn, tự tin hơn và hiểu được cái cách suy nghĩ của người Nhật trong phần đọc hiểu này như thế nào. Và các bạn đừng quên nhé, luyện tập thêm phần đọc hiểu qua các phần như đọc báo mỗi ngày của Học Như Cosmos. Và có vấn đề gì không hiểu hay thắc mắc thì đừng ngại, hãy liên hệ với Học Như Cosmos qua Facebook hoặc là tin nhắn, email. Còn đến đây thì video hướng dẫn học đọc hiểu cấp độ N3 của Học Như Cosmos video số 5
xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ học tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của học tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến học tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của học tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。